Khác với những gì người ta thường hình dung mường tượng về một kép chèo trông có vẻ như hơi ướt át, sắc màu ghê gớm lắm, nghệ sĩ ưu tú Văn Chương có dáng vẻ của một công chức tân tiến đương thời. Cử chỉ hòa nhã, nét mặt trang nghiêm, trang phục gọn gẽ chỉn chu, chỉ cần nhìn qua cũng biết người nghệ sĩ này rất quy củ. Đây đã về tới quán Ninh Hương, quán mát mẻ ta hãy vào tạm trú. Chà, phong cảnh thực hữu tình kỳ tu. Kìa thuyền ai lơ lửng trên sông, vẳng tai nghe tiếng sáo mục đồng, đàn cò trắng thướt tha. Trích đoạn của vở chèo quán Ninh Hương, một trong những vở diễn đã làm nên tên tuổi của nghệ sĩ ưu tú Văn Chương. Với tài năng thiên bẩm, nghệ sĩ ưu tú Văn Chương đã không chỉ hóa thân xuất thần vào nhân vật Lưu Bình, mà anh còn thể hiện được tất cả sự điêu luyện đầy tinh tế mà những kỹ thuật khó của bộ môn nghệ thuật chèo đòi hỏi. Nghệ sĩ ưu tú Văn Chương đem lại một hình thức biểu hiện mới, mang dấu ấn riêng cho một vai diễn cũ vốn được coi là khuôn vàng thước ngọc trong nghệ thuật sân khấu chèo. Nên không có gì là ngạc nhiên khi nghệ sĩ ưu tú Văn Chương đã giành tới 4 giải thưởng lớn trong liên hoan sân khấu chèo toàn quốc. Đó là giải diễn viên xuất sắc nhất, giải giọng hát nam hay nhất, giải diễn viên đóng kép nền đẹp nhất và vở diễn hay nhất. Và kể từ đây, làng chèo Việt Nam đã chính thức ghi nhận sự tỏa sáng và cống hiến của một người nghệ sĩ vừa đa tài, vừa luôn có trách nhiệm, đau đáu với việc khôi phục, làm hồi sinh những làn điệu dân ca mang hồn dân tộc. Nghệ sĩ ưu tú Văn Chương sinh ra và lớn lên ở làng Tràng An, thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, một cái nôi chèo cổ nổi tiếng của xứ Đoài. Vì vậy, ngay từ nhỏ, Văn Chương đã được làm quen với hát chèo. Và rồi một cách rất tự nhiên, những làn điệu của bộ môn nghệ thuật truyền thống này đã thấm đẫm tâm hồn anh lúc nào không hay. Lớn lên cùng lời ru là những câu chèo của mẹ, nên thật dễ hiểu vì sao cậu bé Trương lại gắn bó và mê những làn điệu dân chèo đến như vậy. Hồi đó nhà nghèo không có đài để nghe, vì vậy mỗi khi đến khung giờ của chương trình dân ca và nhạc cổ truyền phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam là cậu bé Trương lại chạy ra sân đình, hướng lên nơi treo loa của làng để được nghe hát chèo. Thi thoảng làng có hội, các đoàn chèo về biểu diễn, kiểu gì cậu bé Trương cũng xin mẹ đi xem. Ngày tháng trôi qua, những câu chèo ngọt ngào cứ thấm vào tâm hồn Văn Chương như thế. Đến năm 16 tuổi, được tin đoàn chèo Hà Tây tuyển diễn viên, Văn Chương quyết định đi thi và trúng tuyển. Từ đó, chèo đã trở thành cuộc đời, sự nghiệp của anh. Vốn có năng khiếu, lại được coi là một diễn viên chèo hội đủ cả thanh, sắc, tài, duyên, cộng thêm tinh thần cầu thị, hiếu học, cùng sự nỗ lực khổ luyện của mình, chỉ một thời gian ngắn sau, Văn Chương đã dần khẳng định được dấu ấn của mình đối với loại hình sân khấu độc đáo của dân tộc. Anh bắt đầu nhận được sự tin tưởng của đoàn và được giao đảm nhiệm nhiều vai diễn lớn. Khó có thể kể hết những vai diễn của anh được khán giả yêu mến. Nào là vai thiện sĩ trong vở chèo Quan Âm Thị Kính, vai Lưu Bình trong vở Nghinh Xương Quán, vai Phan Huy Chú vở Giáng Trúc Sài Sơn. Miệt mài lao động nghệ thuật, với chất giọng ngọt ngào, đằm thắm, ấm áp, với lối diễn xuất tinh tế giàu cảm xúc, Văn Chương đã được bạn nghề đánh giá cao, tạo được một chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng và trở thành một trong những nghệ sĩ vàng 10 của thế hệ diễn viên trẻ hôm nay. Trên chưa rõ kỷ cương, dưới chưa thông lệ lối, có sai lệch chỗ nào là vạ đến muôn dân. Không phải ta ham trích cú tầm trương, mà muốn dựa vào trước tác của tiền nhân để đúc kết đôi điều hữu ích. Nhìn vào phong hóa của chiều trước là để chiều nay định được chính gương. Khi anh vào nhà hát chèo Hà Tây thì
ngoài cái giọng hát Thiên Phú ra thì anh có một cái lòng say nghề, yêu nghề, mà những điều đó thì những nghệ sĩ rất cần thiết. Và anh đã luôn luôn học hỏi các bậc đàn anh đàn chị đi trước. Ngoài ra anh lại luôn luôn sáng tạo, nghiên cứu, khổ luyện, và anh cũng đã thành công những cái chương trình tiết mục của nhà hát chèo ở Tây Cũ ấy, đi biểu diễn thì hầu hết anh đều được tham gia đóng những vai chính trong đó. Và trong các liên hoan sân khấu chèo truyền thống toàn quốc ấy, thì anh đã gặt hái được rất nhiều những giải thưởng, huy chương vàng, huy chương bạc, và có những vai, ví dụ như ở vai Lưu Bình trong vở Lưu Bình Dương Lễ, một vở chèo cổ rất là nổi tiếng của nghệ thuật chèo. Anh đóng vai Lưu Bình và anh đã thành công, tôi nghĩ là tuyệt đối, vì một mình anh đoạt 4 giải trong liên hoan sân khấu chèo truyền thống toàn quốc. Năm 2009, anh chuyển về nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anh được bổ nhiệm làm trưởng phòng nghệ thuật của nhà hát cho đến nay. Ở đây công việc hàng ngày là thẩm định, duyệt tác phẩm dân ca cho nhà hát của đài. Nhưng duyên nợ vấn vương, đã 20 năm có lẽ gắn bó cộng tác với nhà đài khi hát các làn điệu dân ca, hát chèo, hát văn, ngâm thơ trên làn sóng phát thanh. Nên khi về đây, anh lại càng có điều kiện để cống hiến. Về phòng nghệ thuật tổ chức biểu diễn của nhà hát thì anh phải đảm đương cái phần biên tập bài đầu vào để thu thanh cho cái mảng dân ca và nhạc cổ truyền. Thì đấy là một cái mà thực sự là một cái thách thức đối với nghệ sĩ Tuân Văn Chương, bởi vì anh sẽ phải kiêm nhiệm tất cả các loại hình, chứ riêng không riêng gì một loại hình nghệ thuật chèo, trong đó có ca trù, cải lương, Huế, rồi bài tròi, dân ca miền núi, dân ca Bắc Bộ, Bắc Trung Nam, rồi các loại nhạc cổ. Chính vì thế mà cái sự nỗ lực của nghệ sĩ ưu tú Văn Chương đòi hỏi càng phải nhiều, bởi vì bản thân anh không phải chỉ có đảm đương mỗi cái phần ca nhạc mới, mà phòng tổ chức biểu diễn và nghệ thuật và tổ chức biểu diễn của nhà hát thì phải đảm đương cả cái phần công việc cho cả ca nhạc dân tộc và ca nhạc mới. Ngoài thành công trong nghệ thuật chèo, nghệ sĩ ưu tú Văn Chương còn rất thành công với rất nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc khác như sẩm, quan họ, cải lương, đặc biệt là ngâm thơ. Anh qua sông Hồng, sông Đuôn, mùa mưa bọt nước đỏ ngầu, không biết ở nơi em ở, êm êm một khúc sông cầu. Tiếng một con tôm búng nước, vó bè ai cất sau lưng, sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đầy xuống cả mặt sông. Với khả năng cảm thụ, xử lý tác phẩm thơ một cách độc đáo đầy cá tính, nghệ sĩ ưu tú Văn Chương đã khiến nhiều vần thơ, bài thơ trở nên huyền ảo, hùng hồn, đầy trác tuyệt. Và đó là cách mà anh vẫn hằng nhọc tâm để các loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc tôn tại, phát triển, bắt nhịp với cuộc sống hiện đại và đi vào lòng công chúng. 26 bây giờ, anh chẳng nhớ, anh chỉ biết khi trong lòng hoa nở, thì bên ngoài đâu cũng ngát mùi hương. Từ nhiều năm nay, giọng ngâm thơ của nghệ sĩ ưu tú Văn Chương đã trở thành chương trình tiết mục không thể thiếu trên làn sóng của nhiều đài phát thanh truyền hình trên cả nước. Và ở thời điểm này, trong số các giọng nam ngâm thơ, khán giả đã mến mộ, ưu ái, phong tặng anh danh hiệu giọng ngâm vàng của làng thơ Việt. Tiếng cuộc đời kỳ diệu, tiếng tình yêu. Đàn ơi! Dạ! Tranh ơi! Ô bác về. Đây là mấy thế, nó mướt thế. Mướt. Xin chào bác này.
Không bằng lòng với những gì đã đạt được, nghệ sĩ ưu tú Văn Chương còn dành thời gian tìm tòi, nghiên cứu và thử sức mình ở một loại hình nghệ thuật dân tộc khác, đó là hát văn. Năm 2004, sau rất nhiều năm miệt mài nghiên cứu, tự học hát văn từ các nghệ nhân, lần đầu tiên Văn Chương thử sức mình với hát văn, một loại hình nghệ thuật âm nhạc mà anh cũng có rất nhiều ưu thế. Với lối hát tinh tế, chất giọng mượt mà, sâu lắng, chuyên cảm, quyến rũ đầy mê hoặc, nghệ sĩ ưu tú Văn Chương đã tạo ra một phong cách hát văn mới, kết hợp hoàn hảo giữa lối diễn sướng truyền thống đậm chất tâm linh và lối hát mang tính biểu diễn hiện đại. Vừa kế thừa, phát huy, vừa cách tân, nâng tầm, Văn Chương đã góp phần tạo ra một làn gió mới đầy sinh khí cho hát văn, một loại hình nghệ thuật truyền thống tưởng như khó có thể đến gần với quảng đại quần chúng. Nhiều ấn phẩm, bộ album hát văn đồ sộ của nghệ sĩ ưu tú Văn Chương đã ra đời, được khán giả khắp cả nước đón nhận và đánh giá là đã thể hiện trọn vẹn nét đẹp tinh túy của loại hình nghệ thuật âm nhạc dân tộc độc đáo này. Rất nhiều năm, anh vừa nghiên cứu vừa tự học hát. Văn Chương là một nghệ sĩ chịu học hỏi, biết chắt chiu, gom góp lối hát tinh tế của các nghệ nhân, nghệ sĩ đi trước và các bạn nghề cùng trang lứa. Để giờ đây khi anh cất lên tiếng hát ấy không chỉ vang dền, tròn vành, rõ chữ, mà trong câu hát vừa có hình tượng, vừa có tình, ngọt ngào và tha thiết. Thành công không phải bỗng dưng mà có được. Nghệ sĩ ưu tú Văn Chương đã không ngừng tìm ra những phương pháp hợp lý nhất. Hát văn trên sân khấu khác với hát văn khi hát hầu dân thánh. Hát chầu văn nó cũng là một thể loại hát dân ca, hát dân gian. Vậy thì nó không chỉ phục vụ ở những nơi người ta hành lễ hoặc là người ta sinh hoạt tín ngưỡng, mà mình muốn là thông qua các nghệ nhân dân gian này, rồi nghệ sĩ chúng mình là có điều kiện tiếp cận với công chúng nhiều hơn, tiếp cận với các cái phương tiện truyền thông nhiều hơn. Mình muốn đưa đến khán giả cái thể loại này để hát chầu văn được đến với đông đảo khán giả nhiều hơn. Đấy, để người ta hiểu hơn cái hay cái đẹp của cái thể loại hát chầu văn. Châm mi cài soi nước long lanh, gót lên hai sao cảnh rừng thanh thang. Có hoa đua nở đầy ngàn tay hai, vùi trên vai nặng trái chín thơm rung rinh quẩy gánh đầu non. Nghe con chim khiếu véo vòn trên cành, động lá rừng chim oanh gọi bạn, nhắc trông lên cánh nhạn chập chờn, con cuốc kêu gợi cánh chiều. Chiều hôm tiếng chim gõ kiến gợi nỗi buồn bâng khuâng, tiếng ông hổ gầm ấm vang trong đồng, đàn báo hoa dạo lượn tìm mồi hiu nai ngơ ngác ven đồi. Vực thẳm núi đồi bao la, con suối nhỏ suối về u lung, đàn cá vàng lơ lửng dưới khe ban đêm, hồ báo châu về. Tôi và anh Văn Chương cùng làm việc với nhau, chúng tôi đã phối hợp giữa nối hát dân gian và cách hát văn của các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tôi thấy nghệ sĩ Văn Chương là một người hát văn rất là kỹ thuật. Đấy. À,
và truyền cảm. Chúng tôi đã học hỏi với nhau rất nhiều. Và tôi thấy nghệ sĩ Văn Chương, một nghệ sĩ hát văn có một phong cách riêng và rất có sự sáng tạo. Nói đến nghệ sĩ Văn Chương thì tôi phải thấy rằng anh là người có lối hát rất sáng tạo. Anh học tập được rất nhiều của các thế hệ nghệ nhân, không những là thế hệ các cụ mà anh học tập cả các nghệ nhân dân gian bây giờ. Anh không chỉ sao mà anh nhặt từng câu từng chữ những cái hay của các cụ và các nghệ nhân. Và thêm một cái là giọng hát của anh là có một giọng hát tuyệt vời. Anh không chỉ thành công trong nghệ thuật chèo mà khi chuyển sang nghệ thuật hát văn anh cũng rất thành công và đem đến cho khán giả những tiếng hát làm cho mê đắm khán giả. Dâng văn tiến thánh thượng ngàn, đông cuồng tuần quán ni giáng đàn ni chứng đây trên ngàn, gió quấn rung cây ý à ý à. Trên ni ngàn gió quấn rung cây, dưới khe cá lặn chim bay về ngàn, cánh khuya nguyệt lặn sao tàn. Lần sau tàn chiếc nghi thoi bán nguyệt, khoan khoan trèo vào gập ghềnh khoan thấp mi lầu cao ý à ý à. Để có được những thành công như ngày hôm nay, để có thể luôn toàn tâm toàn ý cho công việc, sẵn sàng lao động không mệt mỏi và cháy hết mình trên sân khấu, nghệ sĩ ưu tú Văn Chương đã thật may mắn khi có sự hỗ trợ, ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là người vợ, đồng thời cũng là đồng nghiệp, nghệ sĩ chèo Lệ Hằng. Như lời nghệ sĩ Văn Chương tâm sự, gia đình nhỏ và người bạn đời chính là hậu phương vững chắc giúp anh có được thành công như ngày hôm nay. Gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, thử sức ở nhiều lĩnh vực, dù ở cương vị nào, với tư cách người nghệ sĩ biểu diễn hay cán bộ quản lý, nghệ sĩ ưu tú Văn Chương vẫn luôn lao động nghiêm túc, cháy hết mình nhằm góp phần hồi sinh nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống quý giá của cha ông để lại. Và đó cũng là lý do để khán giả yêu mến gọi anh là người nghệ sĩ say hồn dân tộc. Chia sẻ kết nghi đoàn nâng.